Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sao Thể Thao và tiếp tục hành trình với những trận đấu có sự xuất hiện của các võ sĩ Việt Nam. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi đến với mọi người trận đấu có sự xuất hiện của Bi Nguyễn, ông sát thủ, võ sĩ đang đeo găng màu đỏ, sẽ thi đấu với võ sĩ của Indonesia, Wulan. Và đây chính là trận debut đầu tiên của Bi Nguyễn tại đấu trường One Championship. Khác rất nhiều so với mặt bằng chung các võ sĩ của Việt Nam, thì Bi Nguyễn là một trong những võ sĩ bắt đầu với võ thuật khá muộn. Trong một lần tiếp xúc gần đây thì Bi Nguyễn có nói với chúng tôi rằng bản thân cô cũng là một nạn nhân của việc bạo hành gia đình. Đó là việc của cô đã bị người bạn trai hành hung và dẫn tới việc cô đã sang tập luyện võ thuật. Sau này thì khi bén duyên thì Bi Nguyễn đã có những bước đầu tại Hoa Kỳ và sau đó cô đã có một vài thành tích trước khi chính thức ký hợp đồng với One Championship. Và ở thời điểm phỏng vấn, Bi có nói là sẽ cố gắng làm thế nào đó có được nhiều chiến thắng và cũng muốn là đại diện cho phái yếu của phụ nữ Việt Nam nói về công lý cũng như là nạn bạo hành gia đình mà cô đã từng gặp phải. Và quay trở lại với trận đấu thì có thể thấy là trong lần debut này, Bi Nguyễn cũng tỏ ra rất sắc sảo trong những pha tấn công của mình. Wulan thì đang lợi thế hơn về mặt thể hình, cô đeo găng màu xanh. Wulan thì là võ sĩ của Indonesia, một nước nằm trong khu vực Đông Nam Á và cũng có một nền MMA, một nền võ thuật khá phát triển. Một vài môn võ thì chúng ta đều ghi dấu ấn của các võ sĩ đến từ Indonesia, nước vạn đảo. Trong khi đó, Bi Nguyễn thì vẫn được mệnh danh là một trong những võ sĩ nữ tiên phong của nền thể thao ở Việt Nam. Bi thì thi đấu trận đầu tiên vào năm 2019 và trận đấu gần đây nhất có sự xuất hiện của Bi đó là trận thua trước võ sĩ của Trung Quốc Lin Hequin vào 11 tháng 1 của năm 2022. Sự kiện này đã diễn ra khá lâu rồi. Bi Nguyễn đang trên mao và đang có những tư thế khá là lợi thế trước Wulan. Có một thời gian thì Bi và Martin Nguyễn là những gương mặt đại diện của One Championship mở rộng thị trường sang Việt Nam. Đó là vào các năm 2019 và 2020. Tuy nhiên đáng tiếc là sau này khi mà đại dịch có xuất hiện thì cái kế hoạch đó mình cảm giác như là đã không thành công. Martin Nguyễn và Bi đều quay trở lại và thi đấu tại các quốc gia mà họ tập luyện, nhưng cũng có thời gian khá dài, khoảng vài tháng thì Bi đã sống và tập luyện tại câu lạc bộ Sài Gòn Sport Club ở bên quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đòn búa rất tốt của Bi và trận đấu cũng đã khép lại với chiến thắng TKO dành cho nữ võ sĩ Bi, ông sát thủ Bi Nguyễn. Chiến thắng debut rất ấn tượng của Bi tại One Championship. Mình sẽ cố gắng lục lại những cái trận đấu của các võ sĩ có dòng máu Việt Nam tại One để gửi đến với mọi người. Vì Sao Thể Thao hiện nay đã là một kênh được cấp phép bản quyền phát lại các trận đấu của One Championship. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành với các võ sĩ của Việt Nam trong thời gian tới. Tháng 10 này mình sẽ có giải kickboxing châu Á diễn ra tại Campuchia, Phnom Penh.
từ ngày 4 tháng 10 đến ngày 13 tháng 10. Và chắc chắn mình sẽ có mặt ở đó để truyền tải những thông tin gửi đến với mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Representing the USA and Vietnam, where she was born. On the biggest martial arts stage in the world, inside the ONE Championship circle, she gets her first ever win.